뭐 비록 일단 뭐 우리가 3점을 쳤기 때문에 nhưng tôi cũng muốn nói là ở trong trận đấu hôm nay chúng tôi đã có ba lỗi điển hình đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên trọng tài đã không có cái sự bắt lỗi, thì vì điều này đã khiến cho chúng tôi mất đi cái cơ hội để chúng tôi có thể có được bàn thắng. Với những cầu thủ đáng cờ của chúng tôi thì hôm nay họ đã phải chơi với một đối thủ rất là mạnh, họ đã có một cái trận đấu rất là khó khăn. Tuy nhiên là tôi tin rằng là với những cái tiềm lực của họ có thì họ sẽ có thể đi xa hơn, tiến xa hơn trong cái mùa giải này. Với những cầu thủ hơn tuổi, những người cầu thủ có kinh nghiệm, tôi cũng rất là buồn bởi vì chúng tôi đã thua trận đấu này. Tuy nhiên đây không phải là trận kết thúc của mùa giải, đây chỉ là một sự khởi đầu. Và tôi tin rằng tôi rất là hy vọng rằng trong những trận đấu tới thì họ sẽ có những trận đấu hay hơn và mang lại những niềm vui cho cổ động viên Indonesia. Đầu tiên tôi phải đặc biệt là trong bóng đá chúng tôi có thể thắng có thể thua và việc này là việc rất là bình thường. Chúng tôi phải công nhận là đội tuyển Việt Nam đã có sự cải thiện về mặt sức khỏe và họ có lợi thế sân nhà, có cơ hội luyện tập ở sân nhà. Đây là một cái điều mà chúng tôi đã gặp bất lợi. Và chúng tôi đã được tập luyện ở một sân tập mà giống như là sân tập của một trường tiểu học. Thế nên là tôi nghĩ là đây là một cái điều mà chất lượng sân tập không được đảm bảo. Đây là cái điều mà đi ngược và cái tinh thần fair play. Và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đã phải trải nghiệm một cái điều mà không hài lòng như vậy ở một giải đấu quốc tế. Tuy nhiên về chất lượng cầu thủ thì tôi nghĩ là chúng tôi không rất là tin tưởng là cầu thủ của chúng tôi sẽ có thể tiến xa hơn và chúng tôi sẽ đi vào vòng trong.